tôi thử coi sao. Mình sao cái này nó đẹp hơn cái kia chút. Dạ. Vậy là buồn thì. Cứ dẹp sao sao. Rồi cho cuộn nó đi bà con. Cuộn nữa cuộn bột. Em hả? Em hả? Nó không có gì quan trọng. Để luôn đi. Rồi bây giờ cái quan trọng á. Rồi chưa? Rồi được nha. Em thấy rồi. Bây giờ đang ổn định đó em. Dạ.